Xin chào quý khách hàng, em là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua bất cứ dòng xe For nào, hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. For Ranger Wildtrak phiên bản 2 cầu Biturbo 2023. Có thể nói đây là một chiếc xe bán tải hay là một món đồ chơi dành cho một là người rất nhiều tiền, hai là người mua xe bán tải không phải vì nó là bán tải mà là một chiếc xe để chơi, để thưởng thức và để thỏa mãn cái đam mê của mình. Tại sao người ta lại nói chiếc xe này là như vậy? Thì hôm nay Cường mời quý khách hàng cùng tìm hiểu chi tiết với Cường. Với mức giá 979 triệu đồng, hiện tại đang có rất nhiều chương trình khuyến mãi dành cho dòng xe này, từ giảm 50% lệ phí trước bạ của chính phủ, giảm giá từ nhà máy, giảm giá của đại lý, giảm giá phụ kiện, tặng bảo hiểm, tặng phụ kiện. Phải nói quá nhiều chương trình khuyến mãi dành cho cái dòng xe này. Có thể nói bây giờ cái giá lăn bánh của nó còn thấp hơn rất nhiều so với lại cái giá niêm yết, và có thể nói đây là một cái thời điểm vàng để cho quý khách hàng mua những cái dòng xe này để phục vụ cho cái nhu cầu đi lại cũng như là phục vụ cho nhu cầu cuối năm đi chơi Tết. Dù chiếc xe này nó ra mắt tại thị trường Việt Nam lên đến hơn một năm rồi, tuy nhiên thì cái form dáng, cái kiểu thiết kế của nó vẫn là một chiếc xe mang cho chúng ta một cái làn gió mới, một cái cảm xúc mới và một cái sự thu hút khi chúng ta nhìn vào chiếc xe này khi nó chạy ngoài đường. Và đặc biệt là những ai lần đầu tiên nhìn vào chiếc xe này sẽ không tránh khỏi cái sự cuốn hút và cái dấu ấn cũng như là một cái ấn tượng dành cho chiếc xe này. Nó đến từ một cái vóc dáng rất to, cao, đồ sộ, từ về chiều rộng cho đến chiều dài chiếc xe, cho đến chiều cao của một chiếc xe. Nó là một chiếc xe rất đồ sộ. Chiều rộng tổng thể của nó hay là cái vệt bánh xe từ bên trái sang bên phải, nếu so với lại thế hệ trước đây thì nó rộng hơn 50mm và rộng hơn hẳn so với lại các đối thủ trong cùng phân khúc. Chưa hết, những cái thiết kế của nó, ví dụ như là đèn chữ C, sở hữu công nghệ Magic LED, với cái đèn này toàn bộ là LED hết, tự động cân bằng góc chiếu, tự động liếc theo góc đánh lái, tự động bật tắt, tự động pha cốt, tự động mở thêm đèn chiếu góc, đèn đề mi chữ C định vị ban ngày, và đặc biệt nhất là Magic LED, tức là nó sẽ tự động tắt những cái luồng ánh sáng khi nó phát hiện xe đi ngược chiều. Giả sử như chúng ta đang mật chế độ pha, khi thấy xe đi ngược chiều thì nó chỉ tắt những cái luồng ánh sáng chiếu vào cái xe đi ngược chiều thôi, nó vẫn giữ nguyên chế độ pha và nó giúp cho quý khách hàng quan sát rất tốt trong quá trình là di chuyển. Mặt ca lăng ở phía trước rất đẹp, to, logo Ford to, rất là cứng cáp. Camera 360 độ, camera trước đây có tính năng là rửa camera luôn. Ở phía trước thì có một cụm radar, cản trước sơn màu tương phản, có hai cái móc kéo ở phía trước. Ở phía trước sẽ có tổng cộng là 4 cảm biến. Cảm biến khoảng cách, chúng ta sẽ có một cái đèn sương mù sử dụng công nghệ LED luôn, tinh cầu thủy tinh, nhìn nó rất là sang trọng. Tuy nhiên thì cái ánh sáng mình thấy là sương mù mà đèn hơi trắng thì nó vẫn không bằng là ánh sáng vàng. Tuy nó đẹp, nó sang trọng nhưng mà về cái khả năng thực chiến của nó thì nó sẽ không bằng so với lại là ánh sáng vàng. Thì tổng thể lại một lần nữa thì phần đầu xe của chiếc xe này Cường đánh giá là ấn tượng đúng cái chất nam tính của những người đi bán tải, hay là toát được cái sự cá tính, cái cá nhân hóa, cái chất riêng của những người đi những cái dòng xe bán tải này đối với lại là Ford Ranger Wildtrak. Và Cường thấy là rất nhiều người tuy là không có cái nhu cầu là mua một chiếc xe bán tải, nhưng mà vì đây là một chiếc xe có cái dáng dấp nó quá đẹp đi nên là mua luôn cả chiếc xe bán tải, mà thực sự chưa chắc dùng tới cái thùng ở đằng sau là quá là nhiều. Đó là một thực tế đang diễn ra đối với lại cái phiên bản Wildtrak này. Lên ở phía trên thì quý khách hàng sẽ thấy một cái nắp capo phải nói rất là dài ha. Nếu mà đo từ cái phần đầu xe mà vô cái vị trí người lái chắc phải 2 mét, rất là dài. Cái phần đầu xe nó rất là dài. Kính thì là kính lái chống ồn cao cấp, bán tải mà êm như xe sang là Wildtrak. Đây, kính lái chống ồn đi con này cách âm phải nói là cực kỳ đỉnh cao luôn, cách âm không thua gì xe sang. Mâm lốp thì sử dụng lốp là 18 inch lốp Goodyear. Cái dòng này là cái dòng mà gọi là thiên hướng về cả đường on-road và đường off-road, có thể là kết hợp đi cả hai cái đường này rất là tốt. Cái size lốp là 255,
sạc 65R18 thịt lốp rất là dày, đúng chất của một chiếc xe bán tải. Nó sẽ giúp cho chúng ta cảm giác rất là êm ái khi mà đi vô những cái địa hình nó xấu hay là đi vô những cái gờ các thứ, nó sẽ rất là êm. Và quý khách thấy cái gai lốp này, cái gai lốp á, vừa kết hợp giữa on-road và off-road, tức là cái gai thì nó rất là thưa, rất là nhiều cái đánh để chúng ta đi đường địa hình mà hơi xấu một xíu thì nó vẫn cho một cái độ bám tốt, còn đi trên đường on-road thì nó sẽ có cái khả năng cách âm êm ái nhất định trên cái lốp của chiếc xe Ford Ranger Wildtrak này. Ở phần bên hông thì chúng ta sẽ thấy là trang bị rất là nhiều option bệ bước nè. Cái bệ bước của một chiếc xe bán tải thôi mà cũng được ốp một cái viền chrome sang trọng. Trên tay nắm cửa thì có tính năng là khóa cửa thông minh, tức là chỉ cần để chìa khóa ở trong người, lại gần sọt tay vô là cửa sẽ mở, bấm vào là cửa sẽ khóa. Gương chiếu hậu thì là gương chiếu hậu chỉnh điện, có tính năng cảnh báo điểm mù, có tính năng là béo ré, camera 360 độ, gập gương tự động, các thứ toàn bộ là bằng điện. Đấy, bán tải mà công nghệ như thế. Ở trên này trang bị một cái thanh ray nóc để giúp cho quý khách hàng cá nhân hóa theo nhu cầu. Ở đằng sau, cái phần thùng trang bị sẵn một cái thanh thể thao giúp chiếc xe cân đối hoặc hài hòa hơn. Nếu như không có cái thanh thể thao này, nhìn cái phần thùng đằng sau cảm giác là nó hơi trống trải. Nhưng mà có một cái chi tiết nhỏ này thôi, nó giúp cho chiếc xe lại trở nên cân đối. Ở phía sau thì sử dụng là lốp cũng 18 inch, size lốp cũng như ở phía trước, nhưng mà đặc biệt cái là sử dụng phanh đĩa. Đại đa số các dòng bán tải ở Việt Nam trong cùng cái phân khúc của Wildtrak luôn thì đa số phía sau là sử dụng phanh tang trống, nhưng mà đối với lại Wildtrak thì lại là sử dụng phanh đĩa, hiệu năng nó sẽ tốt hơn và nhìn nó cũng thẩm mỹ nó đẹp hơn. Qua phần đằng sau thì quý khách hàng thấy là cái phần đuôi của Wildtrak rất là ấn tượng, nhìn đẹp hơn rất nhiều so với lại thế hệ trước đây. Nó đến từ những cái chi tiết là những cái logo Wildtrak, dòng chữ 4x4 ở đây được sơn cái màu gọi là đen mờ, nhìn nó rất là sang trọng nhưng mà cũng nam tính và thể thao. Đèn sương mù, đèn ở phía sau thì sử dụng toàn bộ là led hết, nó cũng lấy thiết kế chữ C nè, hai cái chữ C nè, nhìn rất là sang trọng. Nhìn cái phần đèn của Wildtrak buổi đêm rất là đẹp. Ở phía sau thì có tổng cộng là 4 cảm biến hỗ trợ đổ xe các thứ, nó sẽ an toàn hơn. Ở đây còn có thêm một cái bậc bước để giúp cho quý khách hàng bước lên bước xuống phần thùng xe trở nên rất là dễ dàng. Ở cái phần bửng đằng sau thì có trợ lực luôn, mở lên mở xuống nó rất là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Và cần xin phép dành 3 phút để review về phần lòng thùng của Ford Ranger Wildtrak. Thứ nhất là về kích thước, nó được tăng so với lại thế hệ trước đây. Giờ đây thể tích thùng của Wildtrak là chiếc xe lớn nhất trong nhà Ranger và cũng lớn nhất luôn trong phân khúc bán tải tại thị trường Việt Nam. Chiều rộng, chiều sâu cũng như là chiều cao phần thành thùng lớn nhất trong phân khúc. Chưa hết, ở trên phần thùng này nó sẽ có những cái vách ngăn, những cái vách chia. Quý khách hàng chỉ cần mua thêm những cái mô đun, nó sẽ chia cái phần thùng của chúng ta thành nhiều ngăn để chúng ta sử dụng được dễ dàng hơn. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cái móc, 6 cái móc để giúp cho quý khách hàng có thể là cột đồ, ràng đồ được rất là thuận tiện. Rồi là cổng sạc 230V hay là cổng 12V đầy đủ tất cả ở trên cái phần thùng của chiếc xe này. Và trang bị sẵn cái phần lót thùng ở đây, rất là cứng cáp và thể thao, nó có những cái rãnh thoát nước ở đây rất là hay. Và quý khách hàng để ý là trên cái phần bửng thùng này nó sẽ có sẵn những cái phần thước đây, ví dụ như quý khách hàng mở lên ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái phần thước đo ở đây, đây thước đo nè, đó nó dài lên qua bên này lên đến 130 cm đấy. Thì mình cần thì mình sẽ tháo cái phần nhựa này ra để mình coi cái phần thông số. Ở đây nó sẽ có thêm những cái mô đun để mình có thể kẹp những cái gã đỡ, những cái ê tô để biến cái bửng thùng này trở thành một cái bàn làm việc trong quá trình chúng ta sử dụng xe. Chưa hết, ở trên cái phần vành thùng này nó sẽ có thêm một cái phần nhựa nhám ở đây để giúp cho quý khách hàng tháo dỡ đồ lên xuống nó không bị chầy cái phần vành thùng này. Đây là một cái chi tiết mà cần để là nó tiểu tiết thôi, nhưng mà nó rất là thuận tiện trong quá trình là sử dụng xe. Về hệ thống treo thì nó cũng giống như các dòng bán tải khác, sử dụng khung gầm là sắt CR nha. Nhưng mà với khung gầm của Ranger thế hệ mới này thì Cường xin phép có vài điểm nhấn như sau. Thứ nhất, hệ khung gầm là thế hệ mới, những cái điểm cần gia cường được gia cố tốt hơn so với thế hệ trước đây. Ví dụ như là hệ thống tre phía trước, những cái điểm đỡ của cái phần cabin hay là cái phần thùng ở phía sau, những cái điểm liên kết giữa phần thùng và phần chassis được gia cố thêm để giúp cho cái phần
sexy, được cứng vững hơn trong quá trình là chúng ta sử dụng xe. Thứ hai nữa, tất cả những cái điểm mà liên kết giữa cái phần hệ thống treo nó được đưa sát ra bên ngoài nhiều hơn. Ví dụ như ở phần phía sau thì Cường sẽ quay để quý khách hàng hình dung. Đây, cái phần này gọi là cái phần giảm chấn thủy lực, hay là cái phần gọi là cái gối đỡ như thế này đây. Khi mà nó hết cái hành trình đó thì nó được đưa sát ra bên ngoài. Điều này nó rất là hay. Quý khách hàng cứ càng hình dung cái chân đế của chúng ta mà càng rộng thì chắc chắn cái xe nó càng cân bằng và ổn định ngang được tốt hơn. Cộng với lại chiều rộng cơ sở tăng thêm 5 cm, nó sẽ giúp cho chiếc xe này có một cái cảm giác trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và quý khách hàng rất dễ dàng cảm nhận chiếc xe này khi chúng ta di chuyển tốc độ cao trên đường cao tốc, rất là đầm chắc, vững chãi, cảm giác như là chúng ta đang đi những cái dòng xe sedan. Tuy là cái khoảng sáng gầm của nó rất là cao để chúng ta là vượt địa hình, nhưng mà vẫn chạy có một cảm giác đầm chắc rất là tốt. Còn hệ thống treo thì ở phía trước là sử dụng kiểu tay đòn kép đặc trưng của các dòng bán tải. Đây, tay đòn kép và những cái phần lò xo của chiếc xe này, nếu so với lại thế hệ trước đây thì cái vòng lò xo nó sẽ ít hơn. Cường sẽ quay bên này để quý khách hàng dễ thấy hơn. Cái vòng lò xo nó sẽ ít hơn. Đó, ít hơn rất là nhiều. Và từng cái vòng lò xo nó sẽ cứng hơn. Điều này nó sẽ giúp cho chiếc xe có một cái cảm giác là chắc chắn hơn đối với lại hệ thống treo. Nói nôm na là hệ thống treo cứng hơn so với lại là thế hệ trước đây. Đó là hệ thống treo phía trước. Hệ thống treo phía sau thì sử dụng là nhíp đặc trưng của các dòng bán tải. Thì đối với lại cái phần thùng này thì cái khả năng tải của nó, còn nhớ không nhầm đâu đó loanh quanh 750 kg, cái phần thùng của chiếc xe này nha. Còn đối với lại những cái dòng thấp hơn XLS thì nó có thể tải lên đến hình như là hơn 800 kg một chút. Đó, phần nhíp ở đằng sau. Thì nhíp ở đằng sau thì Cường thấy á, là cái phần gọi là cái độ dày của cái lá nhíp tốt hơn, và cái phần nhíp nó sẽ ít lá nhíp hơn so với lại thế hệ trước đây. Điều này nó có ý nghĩa rất là hay. Với các hàng để ý này, nó có hai tầng này. Đây, tầng ở trên là 3 nhíp, tầng ở dưới là 1 nhíp. Thì cái này nó rất là hay, là khi mà chúng ta tải nặng thì 4 cái lá nhíp đó nó sẽ kết hợp làm 1, thì nó sẽ có cái khả năng tải rất là tốt. Nhưng mà khi đi một người hay là đi mà chở bình thường không tải ấy, thì nó tách ra nó chỉ còn có 3 lá nhíp thôi. Nó vẫn có một cái khả năng dịu nhất định trên một cái dòng bán tải kiểu như thế này, chứ nó không quá sốc này như là một số những cái dòng xe mà thuần về bán tải. Mà con này mình đi chơi cũng được, đi tải hàng cũng được, đi chinh phục cũng được. Nói chung là một chiếc xe mà rất nhiều khách hàng, tuy không có nhu cầu vào cái phần thùng, không có nhu cầu bán tải, nhưng mà rất nhiều người lại mua bởi vì cái giá của nó quá hợp lý đi. Tôi nói giả dụ như để mà sở hữu được tất cả những cái công nghệ động cơ hệ dẫn động như con này mà mua Airred thì khoảng 1,5 tỷ. Nhưng mà con này hơn 900 triệu một chút thôi. Phải nói là cái mức giá nó quá hợp lý đi, tiết kiệm đâu đó gần 600 triệu so với chiếc xe này. Đó, chỉ đơn giản là bán tải thôi, nhưng mà tiết kiệm 600 triệu mà vẫn sở hữu được những cái công nghệ động cơ, hộp số an toàn, chủ động, bị động các thứ y chang, chỉ khác nhau đúng cái hệ thống treo và thiếu đi hai chỗ ngồi mà thôi. Đó, đó, cho nên là nhiều người, người ta thỏa mãn cái đam mê, người ta chọn cái chiếc xe này là vì cái lý do đó. Mua một cái xe gần cả tỷ thì không thể không nhắc đến yếu tố phục vụ cho gia đình, bởi vì ít nhiều gì thì chúng ta cũng phải chở gia đình vài lần, ít nhất là vài lần, hoặc là một tháng một lần, hoặc là có thể là thường xuyên hàng ngày luôn. Thì để xem cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe này chúng ta xem như thế nào. Thứ nhất là về độ rộng thì phải nói là không có gì để bàn, nó quá là rộng. Chiều cao mọi thứ rất là tốt, khoảng đầu rất là tốt, về khoảng không là mọi thứ rất là tốt, ngồi rất là thoải mái luôn, không gian thoáng, không có bị ngộp. Còn về tiện ích thì chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa nè, cổng sạc USB Type-C nè, tay nắm nè, đèn nè, rất là nhiều vị trí tay nắm ở đây. Tuy nhiên có một cái là cái độ ngả của cái hàng ghế thứ hai này thì Cường thấy là nó không được tốt như những cái dòng xe crossover sedan hay là xe để chuyên về phục vụ cho gia đình. Tư thế ngồi thì Cường cảm thấy là nó hơi đứng. Ví dụ như mình ngồi cái tư thế này khoảng tầm 100 km đổi lại thì không vấn đề gì, nhưng mà nếu đi một cái hành trình dài khoảng tầm 200-300 km sẽ là vấn đề. Thì đối với lại những người mua cái dòng xe này thì chắc chắn sẽ làm thêm độ ngả hàng ghế thứ hai, tức là mình sẽ trượt cái hàng ghế thứ hai này lên khoảng tầm 10 cm hoặc thậm chí là 20 cm.
Tại vì cái khoảng để đầu gối của chúng ta còn rất là rộng, còn đâu đó khoảng tầm gần 40cm nữa, rất là rộng, rộng tương đương với lại những phân khúc sedan cỡ D hay là phân khúc crossover cỡ C luôn, rất là rộng luôn. Cho nên là về cái độ rộng này không có gì để nói. Ví dụ như mình trượt lên khoảng 10cm thì như thế này vẫn rất là thoải mái. Lúc đó đồng nghĩa với việc là cái lưng ghế này sẽ ngả ra thêm 10cm. Lúc đó là như một chiếc xe để phục vụ cho gia đình luôn. Bởi vì cái độ rộng của nó rất là tốt. Nếu cái độ rộng của nó hẹp thì mình làm thêm cái cơ cấu đó nó sẽ thành chật. Nhưng mà nó rộng như thế này, mình làm thêm cái cơ cấu đó là nó thành vừa và nó rất là phù hợp. Và nó giúp cho chúng ta thích ứng được trong một số các hoàn cảnh mà chúng ta phục vụ thêm cho gia đình các thứ. Đó, thì về không gian của hàng ghế thứ hai là như vậy. Vô bên trong không gian nội thất thì nếu mà bịt mắt quý khách hàng đưa lên chiếc xe này, thì nếu ai mà không quen hoặc là không có nhiều kinh nghiệm về xe thì không biết là mình đang ngồi trên một chiếc xe bán tải. Cứ ngồi lên, cứ tưởng là ngồi trên không gian của một chiếc là SUV sang trọng vậy đó. Bởi vì nó quá là nhiều công nghệ. Quý khách hàng có thể thấy những điểm nổi bật đập mắt mình à. Một cái màn hình 12 inch đặt dọc to. Màn hình đằng sau vô lăng toàn bộ là LCD LED hết. Và rất nhiều nút bấm ở trên vô lăng. Toàn bộ những cái công nghệ ADAS của Ford có ở đây. Rất nhiều những cái nút bấm. Thì mình sẽ đi lần lượt từ bên trái sang bên phải. Về chất liệu thì quý khách hàng thấy là rất nhiều vị trí được bọc da. Da, những cái vị trí mà chúng ta sờ chạm là bằng da hết. Ở trên này cũng da, vô lăng bọc da. Ở đây thì là nhựa mềm. Form ghế thì là cái form tương đối là thể thao, ôm người lái. Da cao cấp, ngồi rất là êm, mát. Vị trí nút bấm thì nguyên một cái dàn nút đây để điều khiển chỉnh gương, cửa lên xuống các thứ. Ở dưới này là vị trí của điều khiển là đèn, bật đèn tự động các thứ, điều chỉnh cường độ ánh sáng của màn hình sau vô lăng, điều chỉnh góc chiếu, đèn sương mù ở phía trước, tất cả đều có ở đây. Rồi còn những cái tiện ích ví dụ như là cái hộc để ly. Ví dụ mình để cái ly ở đây, gió lùa ra nó sẽ mát cái ly của chúng ta, hoặc là mát cái chai nước. Rất là hay. Vô lăng thiết kế rất là vừa vặn, cầm đầm chắc, không quá to, không quá nhỏ. Nói chung về cái phần vô lăng thì chúng ta không cần phải bọc thêm cái vô lăng nhìn cho nó to to, mà rất là vừa vặn luôn. Cầm nắm các thứ cảm giác nó rất là sướng. Ở bên này thì tất cả những cái tính năng giới hạn tốc độ, ga tự động, giữ khoảng cách, giữ làn đường, nghe gọi điện thoại, giảm âm lượng các thứ đều điều khiển trên vô lăng hết. Bên này là phím điều hướng của cái màn hình đằng sau vô lăng này đây. Màn hình đằng sau vô lăng thì có rất nhiều thông tin để chúng ta có thể là quan sát. Thậm chí nó hiện luôn cả những cái chế độ off-road đây. Đó, trạng thái off-road, góc cân bằng, góc lái phía trước, hệ dẫn động. Bây giờ đang là một cầu, bấm hai cầu thì nó sẽ truyền lực cho cả cầu trước, cầu sau, làn đường các thứ, vòng tua máy vân vân. Rất nhiều cái thông tin để chúng ta có thể kiểm soát chiếc xe của chúng ta một cách an toàn nhất. Màn hình trung tâm đặt dọc, thiết kế cửa gió điều hòa cũng đặt dọc, nó rất là phù hợp với lại cái không gian nội thất này. Nó làm cho chúng ta một cái cảm giác mọi thứ nó rất là liền lạc chứ nó không có bị lỏng lẻo. Màn hình thì rất là sắc nét, cam 360 thì phải nói là tuyệt vời luôn. Rất nét luôn, đây quý khách hàng thấy nè. Hiển thị từng cái bề mặt bê tông ở dưới như thế nào luôn. Cam 360 rất là mượt, có nhiều góc chiếu cho chúng ta chọn. Đó, góc rộng các thứ, rất là nhiều góc. Đây, rất là sắc nét luôn. Rồi là nó còn hiển thị luôn cả chế độ off-road nè. Đó, thấy không? Hệ thống gài cầu, khóa V-Sai, hệ thống hỗ trợ độ đèo đây. Tất cả mọi thứ đều có trên cái màn hình này luôn, để giúp cho quý khách hàng kiểm soát. Ở phía dưới là cái cụm phím của hệ thống cửa gió điều hòa. Nó rất là thuận tiện trong quá trình sử dụng. Chứ mình cứ chăm chú mình phải bấm vô cái phần màn hình cảm ứng này thì nhiều khi mình đang chạy xe như vậy nè mà mình phải tập trung vô cái màn hình này thì nó làm mất đi cái khả năng quan sát. Còn cái này cứ theo cái cảm giác thường ngày chúng ta sử dụng, bởi vì điều hòa thì kiểu gì lên xe cũng phải chỉnh tới chỉnh lui. Cứ theo cái thao tác mà chúng ta quen sử dụng rồi mình sẽ điều chỉnh mà mình không cần phải nhìn xuống. Lúc đó vẫn đảm bảo chúng ta trong quá trình là quan sát để lái xe an toàn nhất có thể. Và phía dưới này chúng ta sẽ có sạc không dây, cổng sạc USB Type-C đầy đủ, không thiếu bất cứ một cái cổng nào dưới này luôn. Hai vị trí để đồ, những cái vị trí nhỏ nhỏ để chúng ta để đồ nè. Rồi là 6 chế độ lái. Khi mà chuyển chế độ lái, vặn cái núm này ở đây thì trên màn hình sẽ có là đây 6 chế độ lái, tha hồ cho quý khách hàng lựa chọn đến cái đường nào. Chúng ta chỉ chọn đúng cái loại địa hình đó và còn lại là thưởng thức xe. Rồi 3 chế độ gài cầu 2H, 4H, 4L. Cảm biến hỗ trợ đổ xe phía trước, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát đường địa hình, phanh tay điện tử, cần số cơ. Có chế độ M tức là chế độ bán tự động,
Lúc đó chúng ta sẽ điều khiển cộng trừ lên xuống số bằng cái núm ở đây, rất là hay. Ở phía bên trên thì là gương chiếu hậu chống chói tự động, trần màu đen, có đèn đọc sách để kính tấm che nắng, có gương rất là đầy đủ. Về ghế thì ghế phụ sẽ là ghế chỉnh cơ, còn ghế tài Cường đang ngồi ở đây là ghế chỉnh điện 8 hướng. Ngoài ra còn rất nhiều vị trí để đồ. Đây, đây cũng để đồ. Để đồ, dưới này cũng để đồ. Bên này cũng để đồ. Rất nhiều vị trí để đồ trên chiếc quay chắc này. Những cái đó tưởng chừng như rất là bình thường, nhưng mà phải người sử dụng rồi thì người ta mới biết được. Đó là một cái sự thuận tiện, nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong quá trình sử dụng. Chứ nhiều khi mình lên xe, mình không có cái chỗ mà để những cái vật dụng nhỏ nhỏ để nó thất lạc, hay là mình không nhớ, hoặc là mình cứ phải cầm thì cảm giác nó rất là khó chịu. Tiếp theo là về công nghệ an toàn từ chủ động cho đến bị động, thì Cường xin phép liệt kê cho quý khách hàng tất cả những cái công nghệ có trên chiếc xe Ford Ranger Wildtrak này. Thì tuy đây là một dòng bán tải có cái mức giá lăn bánh chỉ hơn 900 triệu một xíu thôi, nhưng mà nó sở hữu tất cả những cái công nghệ hỗ trợ an toàn từ chủ động, bị động tốt nhất của nhà Ford. Tức là tất cả những công nghệ gì có ở nhà Ford, có trên Everest phiên bản cao cấp nhất, hay là có trên Ford Explorer hay là Ford Territory, thì nó cũng có. Cho nên về công nghệ thì đối với lại chiếc xe này, nó là một cái gì đó rất là xa xỉ đối với lại cái thị trường Việt Nam. Giống như quý khách hàng cứ tưởng tượng, nếu mà mình cầm 900 triệu mà mình đi mua xe thì rất hiếm xe nào mà có cái gọi là công nghệ nhiều như là Ford Ranger Wildtrak luôn. Tức là Cường đang đánh đồng tất cả những cái phân khúc luôn nha. Tức là cầm khoảng hơn 900 triệu một xíu mình đi mua thì rất khó chiếc xe nào mà có công nghệ như chiếc Wildtrak này. Chứ huống hồ là trong bán tải. Trong bán tải thì lại càng không. Rất ít những cái dòng xe có những cái công nghệ này. Có thì chỉ là những cái công nghệ rất là bình thường thôi, chứ không thể nào mà đầy đủ và dồi dào như là Ford Ranger Wildtrak được. Cái đó là cái mà Cường muốn chia sẻ. Về công nghệ thì có thể nói Ford luôn là một trong những hãng xe mà trong cái tầm giá của nó, trong cái phân khúc của nó, Ford luôn bỏ các đối thủ khoảng 2 đến 3 năm về mặt công nghệ. Tiếp theo là về động cơ. Và Cường khuyến cáo khách hàng là khi mà mua Wildtrak thì mình nên gắn thêm cái ti nha. Cái ti nâng hạ cái nắp capo này nè. Bởi vì ngay cả Cường nâng cái nắp capo này cũng thấy nó rất là nặng. Chứ đừng có nói là các chị em phụ nữ hay là những người mà có cái vóc dáng thân hình nhỏ hơn Cường cao 1m7, nặng 75kg, mà nâng cái phần nắp capo này vẫn cảm thấy rất là nặng, nên mình nên gắn thêm cái ti. Cái chi phí nó rất là rẻ thôi, nó không bao nhiêu tiền cả. Quay trở lại cái động cơ này thì động cơ máy dầu 2.0 biturbo, sản sinh công suất 210 mã lực và 500 Nm mô men xoắn. Bỏ qua tất cả những cái thông số giấy tờ, Cường xin chia sẻ những cái cảm nhận thực tế về chiếc xe này. Đầu tiên, đó là tuy nó là một cái động cơ máy dầu nhưng mà phải nói nó quá êm đi. Tuy đứng ở bên ngoài nổ máy thì mình vẫn nghe rất là rõ cái tiếng động cơ, nhưng mà chỉ cần đóng cửa vào bên trong khoang cabin là không nghe cái gì luôn. Đặc biệt là khi chạy ở những cái giải vận tốc cao, không nghe tiếng động cơ luôn. Nó êm đến cái mức rồi đó. Thậm chí còn êm hơn những cái dòng xe xăng nữa. Rất êm. Cái thứ hai nữa là cái độ rung thấp. Thường máy dầu nó sẽ rung bần bật đúng không? Như là máy cày đó. Nhưng không, các dòng xe máy dầu ngày nay phải nói quá êm đi, êm như máy xăng. Thậm chí để một cốc nước hay một ly nước à, cái độ sóng sánh của nó rất rất ít, sờ vô thân xe còn không biết nó đang nổ máy luôn. Phải nói là quá êm trên một cái động cơ máy dầu về cái độ rung. Cái thứ ba nữa là về cái lực kéo. Mình nghe 500 Nm mô men xoắn nó đã cao rồi, nhưng mà nó lại càng cao hơn khi nó đạt tại giải vòng tua 1750 vòng một phút. Giống như quý khách hàng cứ hình dung là chỉ cần nhích nhẹ cái chân ga thôi là chúng ta đã có cái mô men xoắn lớn nhất cho cái dòng xe này rồi. Phải nói là cực kỳ tuyệt vời luôn. Chạy một cái đạp nhẹ cái là dính ghế lên, bởi vì nó bung cái lực kéo quá sớm đi. Và điều này nó có ý nghĩa rất là lớn. Khi mà quý khách hàng chạy mà qua những cái con dốc rất là lớn thì xe nó cứ bò lưu vòng tua máy khoảng 1.5-1.7 là nó bò qua con dốc rất là nhẹ nhàng rồi, chứ nó không có cái tình trạng là nó phải rống ga lên, tua máy cao lên để đẩy cái xe qua như là những cái dòng xe mà xăng, mà nó cứ bò lưu qua. Và một cái nữa là mô men xoắn lớn như vậy á, thì nó sẽ giúp cho cái khách hàng là tiết kiệm nhiên liệu hơn. Chạy 120 km/h mà vòng tua máy có khoảng 1.700 vòng à, lưu như rùa bò. Cảm giác cái động cơ nó không phải gồng để nó kéo xe luôn, mà nó đạt tới vận tốc là 120 km/h rồi. Cho nên quý khách hàng tưởng tượng một cái sức mạnh quá là khủng khiếp.
trọng tải của cái xe này thì nó đâu đó khoảng tầm 2 tấn 2, trọng lượng toàn bộ bản thân á. Còn chở người chở hàng thì nó lên đến khoảng 3 tấn. Và tiếp theo nữa đó là về cái hộp số tự động 10 cấp, nó phân bổ cái tỷ số truyền phải nói là quá tối ưu, 10 cấp lận. Nó cho chúng ta một cái moment xoắn ở những cái nước đèo ba rất tốt, hoặc là đeo đèo leo dốc, hoặc vượt những cái địa hình rất tốt, nhưng mà vẫn tối ưu được cho chúng ta về cái khả năng là tiết kiệm nhiên liệu. Bởi vì khi mà chạy tốc độ cao nó lên đến cấp số 10 thì lúc đó là cái vòng tua máy nó được rất là tối ưu, cho nên rất là tiết kiệm nhiên liệu. Con này chạy đường trường 100 cây khoảng 7 lít à. Còn nếu mà nội thành thì nó có thể là 11, 12 lít, là tùy vào cái điều kiện chúng ta đi. Kẹt xe cỡ như ở Sài Gòn nhích từng ly từng tí thì có thể là 12, 13 lít là câu chuyện nó hết sức bình thường. Đó là những gì mà Cường muốn chia sẻ với quý khách hàng về cái khoang động cơ của xe Ford Ranger quay chắc này. Quý khách hàng thấy sao về cái mức giá lăn bánh chỉ hơn 900 triệu một xíu, thấp hơn rất nhiều so với lại cái giá niêm yết là 979 triệu đồng về ngoại thất, nội thất, công nghệ, động cơ, hỗ trợ an toàn các thứ, quý khách hàng thấy sao? Thì đối với riêng cá nhân của Cường thì để mà sở hữu được những cái giá trị công nghệ cũng như là những cái cảm xúc mang lại khi chúng ta cầm lái chiếc xe này, hay là nói về khả năng sử dụng đi đa địa hình và đáp ứng an toàn các thứ cho những hành khách ngồi ở phía bên trong, thì rõ ràng với cái mức giá mà hơn 900 triệu một xíu thì con này phải nói quá tốt. Đó là về giá trị nha. Tức là nếu xét riêng về giá trị, bỏ cái số tiền nó ra và chúng ta nhận lại được những cái giá trị mà chiếc xe này mang lại thì là quá là tốt. Còn thứ hai nữa là về cái nhu cầu sử dụng, tức là nhiều khách hàng có cái nhu cầu sử dụng một chiếc xe bán tải, nhưng mà bên cạnh đó vẫn phải phục vụ cho gia đình, cảm xúc, cảm giác là được thỏa mãn về cái đèn đam mê hay là một cái thú vui của chúng ta, thì lúc đó chiếc xe này nó cũng lại đáp ứng cho chúng ta một cách rất tốt. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều khách hàng nha, không có cái nhu cầu của một chiếc xe bán tải, không có nhu cầu phục vụ công việc, mà chỉ đơn thuần là một chiếc xe để đi lại các thứ, cũng không có chở đồ gì nhiều, cũng không phải đi đường địa hình nhiều, nhưng mà quá mê mẩn với lại cái cảm giác chiếc xe này mang lại, cái khả năng thiết kế hay là những cái khả năng vận hành của chiếc xe này, cũng mua bán tải luôn. Đó là một cái câu chuyện rất là hay về chiếc xe Ford Ranger Wildtrak này. Nên nếu quý khách hàng có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào thì hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Cường xin cảm ơn quý khách hàng rất nhiều. Bye bye.